Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Bí ẩn Tâm Linh. Kính thưa quý vị, người Hopi tiên đoán cuộc đại tịnh hóa sắp đến, hủy diệt và hy vọng cùng tồn. Người Hopi nổi tiếng với nhiều lời tiên tri chính xác đối với tình hình nhân loại trong tương lai. Tộc người này đã đưa ra lời dự ngôn chứa đựng lịch sử thay đổi nhân loại và lời cảnh báo nghiêm khắc cho tương lai. Vùng đất người Hopi nằm ở phía đông bắc bang Arizona của Mỹ, rộng khoảng 6.560 cây. Trong vùng đất này có ba ngọn núi, cách sắp xếp của chúng hoàn toàn giống với ba đại kim tự tháp ở Ai Cập và vành đai ba sao của Orion. Trên ba ngọn núi này có 12 ngôi làng mà người Hopi sinh sống. Cái tên Hopi này nổi tiếng khắp thế giới. Tên Hopi bắt nguồn từ tên thật của họ, Hopius Sinumu, có nghĩa là những người hòa bình hoặc những người nhỏ bé hòa bình. Trong từ điển Hopi, nghĩa chính của từ Hopi là một người tốt, văn minh, hòa bình và tuân theo đường lối của người Hopi. Truyền thuyết Hopi lệch khỏi tiêu chuẩn đạo đức, nhân loại đã bị hủy diệt 3 lần. Khoảng 5.000 đến 10.000 năm trước, tổ tiên của người Hopi đã di cư từ Mexico đến Arizona. Họ đã để lại nhiều truyền thuyết và lời tiên tri về con người cho các thế hệ mai sau thông qua những lời truyền miệng hoặc khắc trên đá. Trên bầu trời đêm quang đản của New York diễn ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Một nhóm trưởng lão Hopi đến gõ cửa trụ sở Liên Hợp Quốc tại địa phương. Nhóm được dẫn dắt bởi Thomas Banikaza. Ông là một trong những thủ lĩnh của bộ tộc Hopi. Banaza cho biết ngay từ năm 1948, các thủ lĩnh bộ lạc thời đó đã tập hợp lại để thảo luận về những điều có ý nghĩa quan trọng đối với toàn nhân loại. Các thủ lĩnh đã chọn ra 4 người để truyền lại lời tiên tri của người Hopi cho thế giới bên ngoài, và ông là một trong 4 người được chọn. Các trưởng lão nói với họ, các ngươi phải thực hiện 4 lần yêu cầu mới có thể gặp được họ. Vì vậy, từ năm 1948, họ đã liên hệ với Liên Hợp Quốc. Quả nhiên, 3 lần đầu tiên đều bị từ chối, đến lần thứ 4 mới được như ý nguyện. Nhưng vào thời điểm đó, trong 4 người chỉ có Banaza còn sống. Bài phát biểu kéo dài 10 phút của Banaza tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chứa đựng lịch sử thay đổi nhân loại và lời cảnh báo nghiêm khắc cho tương lai. Ông kể rằng tại hội nghị Hopi năm 1948, các thủ lĩnh của bộ tộc ở độ tuổi 80, 90 và hàng trăm tuổi đã nói với họ rằng con người đã trải qua 4 thế giới. Thế giới đầu tiên do đấng tạo hóa tạo ra đã cân bằng đến mức hoàn hảo và tất cả nhân loại đều nói cùng một ngôn ngữ. Nhưng sau này, con người đã đi lệch khỏi các nguyên tắc đạo đức và tinh thần, lạm dụng khả năng tâm linh của mình cho những mục đích ích kỷ, không còn tuân theo quy luật tự nhiên. Cuối cùng, mặt đất lún xuống, một trận động đất lớn, chia cắt lục địa, và thế giới thứ nhất bị phá hủy. Nhiều người đã chết, rất ít người sống sót. Những người sống sót này có tâm tính đặc biệt tốt, họ tiến vào thế giới thứ hai. Nhưng theo thời gian, con người sinh sôi thêm lên rồi lại phạm những sai lầm của quá khứ. Lần này, kỷ băng hà mang đến cái lạnh khắc nghiệt và thế giới thứ hai lại bị hủy diệt. Sau đó, một số ít người sống sót bước vào thế giới thứ ba. Thế giới thứ ba tồn tại rất lâu. Như trong hai thế giới trước, mọi người nói cùng một ngôn ngữ. Họ đã phát minh ra nhiều máy móc và tiện nghi công nghệ cao. Một ít trong số đó tiên tiến đến mức ngày nay nhân loại cũng chưa nhìn thấy. Những người ở thế giới thứ ba thậm chí còn có khả năng tâm linh vô tận. Nhưng dần dà, con người lại bắt đầu đi lệch quy luật tự nhiên, chỉ biết mưu cầu lợi ích vật chất, cuối cùng dốc toàn lực cười nhạo những nguyên tắc đạo đức, tinh thần. Kết quả như đã ghi trong lịch sử hai truyền thuyết của nhiều quốc gia, thế giới đã bị hủy diệt bởi một trận đại hồng thủy. Lần này, một số ít người sống sót và thế giới thứ tư mà chúng ta đang sống. Đấng tạo hóa đã gửi con người đến những góc khác nhau của thế giới, khiến họ nói những ngôn ngữ khác nhau và hướng dẫn mọi người yêu trái đất và dặn vật trên đó. Nhưng bây giờ có vẻ như thế giới lại hỗn loạn lại một lần nữa. Dự đoán của người Hopi, cuộc đại tịnh hóa sẽ đến. Banaza cảnh báo rằng người Hopi từ lâu đã biết rằng nhiều công nghệ mạnh mẽ cũng sẽ được phát minh và lạm dụng trong thời kỳ này. Sự tham lam theo đuổi vật chất của con người là một căn bệnh để lại hậu quả khủng khiếp. Ông nói, năm nay là năm 1992 và tiếp theo các năm nữa các bạn sẽ thấy những cơn bão có sức tàn phá lớn hơn những trận mưa đá, biến đổi khí hậu và động đất. Ta
tất cả sẽ đến như chúng tôi đã dự đoán. Nếu nhân loại không thức tỉnh sau lời cảnh báo, thì cuộc đại tịnh hóa sẽ đến, hủy diệt thế giới này cũng như hủy diệt các thế giới trước đây vậy. Sau đó, Bani Zara giơ một đồ dùng được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo, trông hơi giống một cái lục lạc. Ông chỉ ra rằng phía trên cho thấy một dòng thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi dòng thời gian kết thúc, lời tiên tri của người Hopi sẽ chấm dứt. Thời gian này sắp đến rồi. Vào đêm hôm sau bài phát biểu của Bani Zara, một cơn bão mạnh đã tấn công toàn bộ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và New York đã trải qua một trận lụt lớn, tồi tệ nhất trong cái ký ức. Các đường cao tốc chính bị ứ tắc, một số ngôi nhà bị cuốn trôi, các tầng dưới của tòa nhà Liên Hợp Quốc cũng bị ngập, buộc tất cả nhân viên phải sơ tán, hệ thống sưởi và điều hòa không khí cũng đóng kín. Đối với những người Hopi tham dự cuộc họp đó thì nguyện thuật toàn phần trước cuộc họp và lũ lụt sau cuộc họp không phải là ngẫu nhiên. Bây giờ nhân loại đang đứng ở cuối lời tiên tri của người Hopi về thế giới thứ tư và thế giới thứ năm được cho là sắp bắt đầu, trong khi lời tiên tri cảnh báo về một cuộc đại tịnh hóa sẽ đến. Nhưng đừng quên lời tiên tri cũng nói rằng tất cả những điều này có thể tránh được ngay cả khi đã là phút cuối cùng, miễn là con người vẫn còn chánh niệm, đưa ra lựa chọn đúng đắn, từ bỏ hành vi trái đạo đức, không còn theo đuổi vật chất, truy tìm ánh sáng, tinh thần, thì rất có thể sự cứu rỗi đã ở trong tầm tay.